Hàng loạt các thị trấn quan trọng của Ukraine được giải phóng. Bí quyết của quân Ukraine trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv thứ hai ngày 12 tháng 6, thứ trưởng quốc phòng Khen Hanna Malia cho biết, trong 24 giờ qua giao tranh ác liệt đã diễn ra tại thị trấn sung yếu Nikuyshe, đến chiều tối quân nga rút lui hoàn toàn khỏi thị trấn này. Các vlogger quân sự nga cũng đã đưa ra các báo cáo không chính thức rằng Newskunya đã bị quân đội Uran chiếm lại bất chấp một tuyên bố của phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenko rằng quân Nga đã đẩy lui được cuộc tấn công của quân Ukraine. Ở Nyskunye, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine xác nhận Nyskunye đã được hoàn toàn giải phóng. Chiến thắng ở New Sky là một bước ngoặt quan trọng, quân Nga đã tung hai lữ đoàn dù thiện chiến. Nhằm kiềm chân quân du khẩn nhưng đã thất bại, nhiều quan sát viên cho rằng, chiến thắng tại New Skunye, thị trấn này là một trong những địa điểm Bị quân Nga chiếm đóng từ rất sớm, trong cuộc xâm lược bắt đầu ngày 24 tháng 2 năm ngoái, thị trấn này cũng là một địa danh nổi tiếng, vì vào ngày 8 tháng 7 năm ngoái năm 2022, pháo binh Nga đã tính toán sai tọa độ, và nã pháo liên tục vào trung đoàn 64. Sống trường cơ giới của Nga, bị tấn công bất ngờ bởi hỏa lực phe mình, trung đoàn này bị thiệt hại rất nặng, giải thích thắng lợi của quân Ukraine Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ gọi tắt là ISVIT, một blogger nổi tiếng của Nga tuyên bố rằng các lực lượng Uran đang tiến hành các cuộc tấn công vào ban đêm vì thiết bị do phương Tây cung cấp, thiết bị nhìn xuyên đêm. Phương Tây cung cấp cho lực lượng Uran khả năng nhìn đêm tuyệt vời, quân Uran có các đơn vị biệt kích, đeo các thiết bị quang nhiệt ban đêm, cũng nhìn gió như ban ngày, họ tấn công vào các đơn vị Nga đang mệt mỏi, bắn cháy các xe tăng xe thiết giáp và các phương tiện giao thông khác, hoảng hốt tháo chạy giữa đêm mất phương hướng quân Nga lao thẳng vào các bãi mìn do chính họ gài trước đó. Tạo thành một cảnh tượng hết sức kinh hoàng, các nguồn tin của Nga đã tuyên bố rộng rãi rằng các lực lượng Uran đã bắt đầu hoặc tăng cường các cuộc tấn công vào ban đêm trong những ngày gần đây và các lực lượng Uran có thể đang ngày càng tận dụng lợi thế do các hệ thống phương Tây mang lại ở những nơi khác dọc theo chiến. Tiến thứ trưởng Hanamaria cho biết quân đội tiếp tục các hành động tấn công xung quanh thành phố Bakhamut phía đông nơi từ lâu đã đóng vai trò là điểm nóng trong cuộc xung đột. Theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, các lực lượng của Dalukhan đang tiến nhanh xung quanh hồ chứa Benfica ở phía tây bắc thành phố và trên hai mặt trận ở phía nam thành phố, trong một trường hợp đã tiến xa tới 1.500 mét. Trước đó và Chủ nhật, các quan chức Ukraine khác đã báo cáo tiến trình tương tự ở phía tây bắc và tây nam của thành phố. Không một vị trí nào bị mất trên các mặt trận mà quân đội Uran đang ở thế phòng thủ, Malia tuyên bố. Nga và Ukraine đã trao đổi gần 200 tù binh chiến tranh, hôm chữ nhật, theo tuyên bố từ các quan chức và mạc tư khoa, và Kivi, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 94 quân nhân Nga đã được trao trả về quê hương, trong cuộc trao đổi, đồng thời cho biết thêm, các chiến binh sẽ được đưa đến các cơ sở y tế, trước khi được phép trở về với gia đình. Theo Andriy Mark từ văn phòng tổng thống Diêu Khen 95 người trở về Ukraine, bao gồm tù binh bị bắt tại các địa điểm nổi tiếng trong chiến tranh như đảo rắn và nhà. Máy thép Asus ở Marifo và các địa điểm khác. Một số tù binh diêu đã bị nhóm lính đánh thuê Warner giam giữ, theo một quan chức từ trụ sở điều phối của Ukraine về đối xử với tù nhân chiến tranh. Tổng thất nhân mạng trong vụ vỡ đập Nova Karkova tiếp tục tăng. Nhiều nguồn tin cho biết, số người chết tăng lên ít nhất 14 người trong vụ vỡ đập Novakisia. Ít nhất 14 người đã thiệt mạng, và hơn 2.700 người phải di tản khỏi các khu vực bị ngập lụt ở miền nam Ukraine. Sau vụ vỡ đập Novakoko, các quan chức Duken cho biết, hôm Chủ nhật Bộ trưởng Nội vụ, ông I. Holimenko cho biết, 190 trẻ em nằm trong số những người di tản tại các khu vực ngập lụt do Duken kiểm soát ở vùng Kherson. Ông Krimenko cho biết, 5 người đã chết và 35 người mất tích, trong đó có 7 trẻ em. Ông cũng cho biết một người đã chết ở vùng Mikoli, ở khu vực phía đông Nepro, nằm ở thượng nguồn của con đập bị vỡ, gần 162.000 người không có nước. Ông nói thêm Olesen nói với truyền thông Duken hôm Chủ nhật, tại vùng lãnh thổ bị ngập lụt do Nga xâm lược, ít nhất 8 người đã chết ở thị trấn Olimsi. Kokolin cáo buộc các nhà chức trách do Nga cài đặt. Đã cản trở việc di tản khỏi bờ đông của con sông bằng cách thiết lập các trạm kiểm soát và không cho người dân ra ngoài ông cho biết, chỉ những người đã chuyển sang hộ chiếu Nga mới được phép đi qua, theo chính quyền quân sự khu vực Kherson, các cuộc pháo kích của lực lượng Nga vẫn tiếp tục bất chấp những nỗ lực di tản, đối phương đã thực hiện 41 cuộc tấn công, trong ngày qua, phóng 247 quả đạn từ súng cối pháo hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt máy bay không người lái và máy bay phản lực. Nga bị cấm sử dụng, hàng loạt các lô đạn pháo, do tự động phát nổ. Trong cuộc họp báo tại Trung tâm báo Kỳ Diết chiều thứ hai, ngày 12 tháng 6 phát ngôn nhân cuộc tình báo, Bộ Quốc phòng Ukraine, Andriy Zusov cho biết, hàng loạt các lô đạn pháo cỡ lớn 122 ly và 152 ly được sản xuất năm 2023 đã bị cấm sử dụng tại Nga do có khả năng tự kích nổ, giết chết các xạ thủ, ngành công nghiệp quốc phòng của Nga bị ảnh hưởng bởi lệnh trừng phạt quốc tế. Theo thông tin hiện có, các lô đạn pháo cỡ lớn 122 ly và 152 ly, được sản xuất vào năm 2023, đã bị cấm sử dụng do có khả năng tự kích nổ. Ngoài ra việc cung cấp vũ khí và thiết bị quân sự cho các đơn vị xâm lược đang xấu đi, ông nói, ông nhấn mạnh rằng, các lữ đoàn dù Nga đã mất một số lượng quân nhân đáng kể do các hành động tấn công không thành công và nỗ lực cải thiện vị trí chiến thuật của họ. Ở khu vực Bát Mút, vì thiếu sự yểm trợ của pháo binh, nên ảnh hưởng của diễn biến này cũng như các nỗ lực tấn công của pháo binh và không quân ukraine vào các đoàn xe tiếp tế của nga